chị ơi, khách hàng của mình cũng cùng cần cái sùng a gì, và bây giờ nhà sùng a gì không mở đóng cửa, bây giờ thử đột nhập vào xem là đã ăn cơm hay chưa hay đang làm gì. Có một vị khách ở trong cùng tòa nhà. Trước giờ thì hai vợ chồng Hồng My cũng bán gối, bạn ấy cũng biết rồi, cho nên là xuống nhà Hồng xem chất lượng của gối như nào và quyết định đặt ba cái gối người lớn và một cái gối trẻ em. Bây giờ hai vợ chồng Hồng sẽ tranh thủ đi lên để ship cho gia đình bạn ấy. Về nặng đấy, đây em cái nào này nhẹ hơn, cái này nhẹ hơn thì sao ấy, đây em bê đi. Anh và bây giờ mời cả nhà cùng thích cho cái này cũng như là anh nhau đây cùng vợ chồng đi ship gối nha, ship cho hàng xấu này, cùng vợ luôn. Bấm đi mời mày đi ship gối thì cả nhà mình đi ship tân cũng ship một tí nhưng bỏ đi lên lên bán. Rồi rồi, bà ơi, con chào bà. Bạn gì nhỉ? Đặt mấy cái gối nhờ con em lên ạ. Bé mấy tuổi rồi? Bé 4 tuổi. Nhà. Thôi kiểm tra ba mà chưa đi đâu có kiểm tra. Dạ bà cứ không. Ban kiểm tra. Ban thử là bà có thể không thôi. Bà mở ra gối thôi ở đây nha. Bạn mua ba cái lớn với một cái bé, một cái bé chắc là cho bé. Cái bé cho bé đây nè. Cho con nè. Thích không? Lấy cái lớn à? Thích không? Em biết em con cậy đó. Ba cái vỏ gối đây luôn. À, thế là đấy là được ra. Dạ. Cái này là cái. Cái này bên này là hai cái và cái này cũng là vỏ rồi, nhưng khi nào cái màu trắng này bẩn thì mình thay cái vỏ này. À đây là cái này là được tặng à? Vâng. Được rồi, để đây bên này hai cái. Cái này nó khi nào mà bẩn thì bà bỏ cái vỏ lớp này ra. Bỏ lớp này ra bà giặt thì bà thay vào cái lớp này. Hoặc là bà thích thì bà trồng cái này vô luôn cũng được ạ. Trồng nằm luôn thích nằm. Mẹ ơi, cái này có thích nằm bẩn phải không? Nó để bảo vệ gối lắm. À thế à? Này muốn con xin lòng bà xem nữa có thích không? Đấy đấy. Dạ. 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 Con cảm ơn bà nhé. Dạ. Trong cái chuyển tiền này chứ? Dạ, tí đó con bảo đi để sau là 18 đây. À thế à? Dạ, con ở dưới tầng 8. Rồi rồi. Vâng. Mà con chào bà nha. Thế ba mẹ. Ở đây là bao nhiêu tiền? Dạ, 1.400.000 ạ. Ủa, thế bà không biết. Dạ, con bảo bà lấy sao ạ? Nhá. Vâng, cô về. Bye bye bé nha. Dạ. 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 Nhà sùng a gì không mở đóng cửa, bây giờ thử đột nhập vào xem là đã ăn cơm hay chưa hay đang làm gì. Chết cả mình. Ủa, hôm nay chị nghỉ
sáng. Không, em mới làm về mà. Ăn chưa? Hello. Em mình mới nấu xong cho anh đợi sáng để ăn. Hôm nay có món gì đấy? Em bị ngủ ra không? Đúng. Thế em chờ anh mình kêu em chứ. Và đi tắm rồi mà ăn chưa mày? Anh đi ship cô nhà 1118 đây nè. Thế là tự nhiên thấy nhà mày đang mở cửa cái vào luôn. Ở cả nhà ơi, tí nữa thì hai vợ chồng Hùng với lại mấy bạn nó sẽ lên mua cơm trải, lên nhà Sùng hay gì chơi ạ. Quen em nó bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới có dịch lên nhà Sùng hay gì. Đấy. Nó cơm rồi tí đi. Bây giờ hơi vô duyên tí nhưng mà đột nhập xem là tối nay nhà nó ăn gì. Nó xin tí. Nhà này thuê bao nhiêu một tháng gì nhỉ? 5,5 triệu, cũng 75 m diện tích bằng nhà Hùng. Đây này là có cái gì cho xà lách. Quay cái này là mướp đắng nhồi thịt. Nhìn ngon đấy nhở? Ngon ngon cái này đấy. Này là quan. Hai người hay mấy người mà có 5 cái viên này ăn đủ ăn không? Có đủ ăn. Mà chắc tại vì mình muốn ăn ít mà. Ui, có hai người mà ăn cả mướp đắng này luôn á. Ăn giỏi đấy. Ủa, hai người mà ăn tận hai quả mướp đắng dài này luôn. Đây, cái ghế này là để a gì đứng lên để nấu ăn hoặc là lấy những cái đồ trên này. Đây, cái ghế rất là quen thuộc luôn. Đây là cái khu bếp của nhà a gì. Anh nhớ lần trước em kể là lần trước bọn em tặng cho bố mẹ em hai cái rồi nhưng mà hình như là bố em hay mẹ em nhường cho ông đi thì không. Là nhường cho bố hay mẹ mình cho nhường cho ông nội ạ. Mình có một cái đúng không? Cho nên là ngày mai em sẽ lên tặng lại bố mẹ cái này. Cháu không em nhanh cái.